áo dài, trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam sẽ được tôn vinh trong tháng 3 này, và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương cho Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và các đơn vị liên quan để tổ chức lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, và dự kiến lễ hội này sẽ diễn ra từ ngày 3 tháng 3 đến hết ngày 17 tháng 3. Ban tổ chức lễ hội áo dài sẽ vận động người dân mặc áo dài trong suốt tháng 3 và vận động các nhà may, cơ sở bán vải và phụ kiện áo dài giảm giá, vận động các khu vui chơi giảm giá vé cho người mặc áo dài suốt thời gian diễn ra lễ hội. Và đây là lần thứ tư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ hội áo dài, thu hút đông đảo người dân ủng hộ và tham gia nhiệt tình.